Ờ, ca sĩ cả nhà ơi, đây là một nữ ca sĩ hồi nãy. Rồi bây giờ chị bắt đầu xuống xe nào mọi người. Hình như là Nguyễn Phúc Thùy Tiên hay là ai nè. Không, ca sĩ Cam Ghi anh. Dạ, chờ coi em, đúng rồi ca sĩ. À, chiếc xe này 50 tỷ. À, chào chị. Né cho chị vô cả. Né cho chị vô. Chị đi chơi xe màu vàng rất là đẹp và thân biến cũng lên ca sĩ á, biết ca sĩ. Chào chị gái nha. Chị biến đi rồi. Nè bông đây chị. Bông mỗi đi vậy là 351. Chị đưa bông cho ông anh này, ông gắm giùm nè chị. Nha số lưng đó chị. Dễ thương luôn. Đây thì sẽ có đèn trái cây. Cái mầm á, cái mầm. Cái này đến cuối buổi chiều. Năm giờ là bao nhiêu ai? Đóng cửa cái này cho anh thì đến giờ cuối buổi chiều. Đây còn cái đèn để đi và nhà cũng không có nhà. Tuyệt vời, nói chung là trên cả tuyệt vời. Không cần phải lóc hả chị? Luôn á. Trời ơi. Cho nên mấy ông về đừng có quen tôi. Trời ơi, ông chị giả bộ á. Không có giả bộ, nói chung cũng theo
giỏi cậu cho nên mấy bạn quay này kia là biết hết. À, chỉ như biết chồng nhiều nhất là không có follow mấy bạn hết á, giờ mấy bạn đừng quay nữa đâu. Follow mấy bạn hết luôn đó, tại vì cũng theo dõi chỗ mộ cậu cho nên bây giờ cái mấy bạn mà cái giọng nào nói rồi này kia là thấy quen hết trơn đó, cho nên mấy bạn giờ mấy bạn đừng quay nữa. Ok. Dạ rồi em nghe là chị. Nè bấm chị mới follow rồi chị mới bắn tim cho mọi người, thì cũng là tình yêu của cậu. Chị xíu nữa hơn Trần sẽ trò chuyện với chị xíu. Ví dụ như là chị từ đâu đến thôi, hôm nay rất là vui được đón tiếp chị. Cái mẹ anh dữ lắm nghe anh Hân Trần. Anh nổi tiếng lắm thì nha anh Hân Trần. Miệng anh dữ lắm nghe anh Hân Trần. À, chị đi xem những di ảnh thì Hân Trần sẽ giới thiệu những di ảnh. Thật sự mà nói di ảnh, cái bức ảnh đó là khổng lồ á chị. Bức ảnh đẹp nhất của cậu. À, lúc mà cậu sinh nhật bé Buôn á. Kế bên ổng đó. À. Trời, nhà kế bên. Quá. Wow. Trời ơi. Xuất sắc luôn. Ở khu cậu là. Bây giờ tôi đi về đó, ông, mấy ông quay tôi là tôi đi về, không ở đây nữa đó. À, chị ở đây đi. Không, 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 em quay xuống xe rồi rồi chị đi vô. Chị vô trong đi. Rồi chị dẫn mọi người. Thì thật sự mà nói là cái khu nhà chị á là toàn đi siêu xe không mà mọi người. Thật sự mà nói đó. Quá trời, quá đắt. Cái khu phú nhận là tò dân giàu không à? Chết chết nó ra. Rồi, bye bye chị nha. Chúc chị sức khỏe. Chị này biến mộ của Lâm mới vừa xong đi bạn ơi. MG xe là siêu xe. MG xe tiếng nổ là mọi người cũng thấy rồi đó. Quá tuyệt vời. Em chào chị, chúc chị